Shop Xuân TV.com shop ở đất Lê Quân, đất Spotify, chi phí giá rẻ của từng cái channel đó các bạn ơi. Vòng quay cung huy, vòng quay cương cưa nhận lên đến 2.000 cung huy, 2.000 cương cưa. Bên cạnh đó có cổng thưởng may, giải thích cực kỳ ngon mà giá càng rẻ. Đặc biệt lần đầu tiên ta nhận một top nhận cung huy free. Ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vậy là sau một tuần mình lặn mất tích rồi anh em ạ. Thì hôm nay mình đã trở lại, mình lên lại clip cho anh em đây. Ở trong những clip trước ấy thì có rất là nhiều anh em đang phản ánh về cái vấn đề của mình, đó là tại sao anh lại không bình luận clip nữa mà anh lại toàn ghép nhạc thế. Thì nói chung là nó cũng có một số lý do cả anh em ạ. Từ từ để giết thanh niên Floyd đã. Ui, lại còn cả thanh niên Arthur nữa. Từ anh em ơi, quay lại cái end này. Đó, double kill rồi. Anh em cũng có thể thấy là trận đấu này ấy, mình cầm Raz DSP đấy anh em nhé. Trận này thì mình đang cầm Raz DSP. Và nói về một chút về cái vấn đề vì sao thời gian vừa qua lại mình lại ít ra clip đến như thế anh em. Thì trước khi nói vấn đề đấy thì mình xin anh em bỏ ra khoảng 5 đến 10 giây. Anh em like video giúp mình, rồi kéo xuống dưới phần bình luận. Anh em bình luận bất kỳ một cái gì đó xuống dưới phần bình luận giúp mình nha. Thì để cho mình có thêm một chút động lực nha, để mình có thể ra thêm clip để cho anh em xem. Nói chung là trong vòng một tuần qua ấy, thì anh em cũng biết là cũng đang ở trong kỳ nghỉ lễ là một này, hai là thì mình có một số cái vấn đề về sức khỏe nha anh em, cho nên là mình không thể ra clip để cho anh em xem được. Bởi vì là cái khoảng thời gian nghỉ lễ vừa rồi ấy, thì mình cũng về quê rồi các thứ nữa anh em ạ. Thì nói chung là nó cũng một số vấn đề về xoay quanh cái kỳ nghỉ lễ thôi. Và anh em mà thấy yêu thích mình thì anh em đừng quên đó là like video nha. Anh em like giúp mình nha, để mình có thể là những clip tiếp theo mình có thể là bình luận cho anh em tiếp được. Còn trở lại với cái trận đấu ngày hôm nay ấy, thì như anh em thấy là mình đang cầm Raz DSP này ấy, thì hôm nay mình cũng cái video này nó cũng khá là dài nên là mình đã cắt bớt cái đoạn đầu tiên đi. Nhưng mà nói chung là cái đoạn giai đoạn đầu game thì cũng không có cái gì nhiều để hướng dẫn cho anh em đâu. Chỉ là cái giai đoạn giữa game này ấy, nếu như anh em cầm Raz DSP thì anh em phải chơi như thế nào. Thì mong anh em đó là sẽ theo dõi hết clip này của mình nha. Thì clip này nó kéo dài đến tầm phút thứ 20 đấy. Thì anh em nào mà theo dõi hết video clip thì anh em hoàn toàn có thể là cầm Raz DSP nha. Thì cái món trang bị mà mình lựa cho Raz đó chính là cái... gây thêm sát thương chuẩn anh em nhé, gây thêm sát thương chuẩn nha. Rồi từ dồn là Joker này. Ui, không đủ đam anh em ơi, mà Joker vẫn chết rồi. Đó thì anh em lên cho mình đó là cái giày Hermes đấy nha. Anh em lên xong giày Hermes đấy nha. Cái đồ SP ấy, đầu game thì anh em chưa anh em chỉ cần lên một mảnh thôi. Sau đó thì anh em hãy để dành tiền anh em lên cho mình đó là cái giày Hermes nha. Cái giày Hermes thì anh em có thể là đi đảo ganh cùng rừng mình nó khá là hiệu quả. Nhưng mà trận này thì team mình ấy thì đang gặp khá là nhiều cái bất lợi, bởi vì là mất cũng khá là nhiều trụ rồi. Mạng thì không thua đâu, nhưng mà thua về mặt trụ đây anh em nhé. Trụ này nó cực kỳ là quan trọng, cho nên là anh em mà giữ được trụ thì rất là ok. Và bây giờ thì mình sẽ lên sách phi hồn nha. Team bạn thì có L'Oreal này, L'Oreal với Flore nữa. L'Oreal Flore thì hồi máu nó khá là kinh. Rồi lại chết rồi anh em ơi. Ê, thằng rừng team bạn mạnh quá, không cản được đâu anh em ạ. Khi Bright bật ulti lên thì ở trạng thái bất tử thì khá là khó giết. Ui rồi, mid mình làm gì đây? Còn nhiều máu như thế mà còn đứng lại chơi anh em ơi. Pha đó thì lui về là được rồi. Chắc là trong cái thời gian tới thì mình sẽ làm nhiều cái clip gọi là hướng dẫn chiến thuật cho anh em hơn. Chứ dạo này anh em bảo là Raz bản cập nhật mới này khá là khó chơi. Nhưng mà thực ra thì cũng tùy thôi anh em ơi. Cũng tùy theo lối chơi của anh em thôi. Nói chung là cũng tùy theo lối chơi của anh em. Cái bản cập nhật mới thì mình thấy là cái công nghệ Hecate thì nó đã tăng cái giá tiền lên ấy. Để đồng nghĩa với việc đó là anh em phải mất nhiều tiền hơn để anh em có thể là hoàn thành cái bộ trang bị chuẩn của vị tướng Raz này. Đấy, KS đồ này anh em ơi. Nó can đam cực kỳ là chuẩn anh em nhé. Chơi nói chung là chơi hơi bị ổi một tí thôi, nhưng mà nếu anh em SP mà anh em không ăn được mạng ấy, thì nó khá là khó gánh anh em ạ. Khi mà anh em lên xong cái sách phi hồn cho mình rồi ấy, thì anh em lên cho mình đó là cái vương hệ kết nha. Như mình nói rồi thì nó tăng thêm một chút tiền, ngày trước là không biết là 2000 mấy nha, bây giờ thì tăng thêm khoảng đâu đó 60 vàng hay bao nhiêu vàng anh em ạ, gần 100 vàng gì đó. Mình cũng không đọc kỹ, bởi dạo này thì mình cũng không cập nhật về tình hình cái bản cập nhật này quá nhiều, nhưng mà mình cũng chỉ biết là liên quan đến vấn đề đó là cái vương miện hệ kết thôi, thì nó khá là bất lợi cho những vị tướng pháp sư là đi mid ở trong cái phiên bản lần này. Mà nói chung là nếu như anh em biết di chuyển, anh em combo chuẩn xác thì việc anh em xanh thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Đó, L'Oreal lại lên bảng số anh em ơi. Rồi, có cái gì ở trong rừng nó anh em cứ cướp hết đi, cướp được thì cứ cướp hết đi. Mình cho rừng nó thọt lại một chút. Ông để Bright cái giai đoạn mà tầm phút thứ 13 đầu đi ấy, 13 đến 15 thì đúng là chùm bá luôn anh em ạ. Khi đấy thì nó có những cái bộ trang bị của mình rồi thì chém cực kỳ đau. Về cái giai đoạn cuối game ấy, thì mình khuyên anh em nên đổi cái phụ trợ. Nếu như anh em SP ấy, thì anh em nên đổi đó là cái phụ trợ giải khống chế nha anh em. Anh em lên cho mình đó là cái giải khống chế nha. Chứ thực ra thì team bạn ở trong trận này thì nó cũng không có những cái vị tướng khống chế cứng, cho nên là mình cũng chưa lên đấy anh em ạ, chưa lên cái giải khống chế vội. Mình để cái giai đoạn cuối game mình đổi qua những cái đồ khác, vì giai đoạn cuối game thì cái món đồ phụ trợ này nó khá là rẻ thôi, cho nên là cái giai đoạn cuối game anh em hoàn toàn có thể là, nếu như anh em nhanh tay anh em có thể là đổi qua những cái món phụ trợ khác. Đó thì bây giờ mình đổi sang cái giải khống chế nha anh em. Cái giải khống chế này thì mang lại cái miễn khống chế với lại cái hồi máu anh em nhé. Hôm nay thì mình đang đánh ở cái danh 20 mấy sao gì đó anh em ạ. Cái nick chính của mình thì nói chung là mình cũng không cày mấy. Ulti tốc biến rồi anh em ơi. Thế nhìn cái khoảng cách ngon đến như thế, nó chuẩn đến như thế rồi mà không ulti tốc biến thì pha đấy thì đúng là thôi xong. Rồi lui về anh em ơi, lui về thôi, yếu máu rồi. Không biết là mùa này anh em lên được bao nhiêu sao rồi, nhưng mà cái nick chính này của mình thì mới được có 20 mấy sao thôi. Mùa trước thì còn cày lên được tầm 65 sao. Còn mùa này thì vẫn đang ở cái danh 20 mấy sao anh em ơi. Cũng không có thời gian cày cuốc lắm, bởi vì là cũng có khá là nhiều anh em bảo mình cày thuê, cho nên là mình cũng không có thời gian mình chơi nick chính với cả việc học hành nữa nha anh em nhé. Anh em chơi game thì chơi game, nhưng mà vẫn phải chú ý đến học hành nha. Mình thì năm nay mình đã 21, 22 rồi mà vẫn chưa ra trường anh em nhé. Như bạn của mình thì người ta ra trường, người ta đi làm hết rồi, bây giờ mình vẫn đi học anh em ạ. Đó, chia sẻ cho anh em một chút thế thôi. Còn cái món đồ cuối cùng anh em lên cho mình đó là cái triệu hỗn mang nha. Hãy giết luôn thằng Arthur này. Tầm này thì Arthur cũng thế thôi. Tầm này Arthur không có đồ thì hai con phép dồn thì cũng chết thôi. Còn lên đây bắt luôn thằng L'Oreal này, L'Oreal đi lẻ này. Anh em là L'Oreal này rất là thích đi lẻ nha. Mình để ý là những cái trận trước cũng rất là thích đi lẻ nha. Ở những cái giai đoạn đầu game ấy, không phải trận trước sorry anh em, ở cái giai đoạn đầu game ấy rất là thích đi lẻ để farm, rất là muốn cân team. Lâu lâu mới trở lại bình luận cho anh em, cảm giác nó bỡ ngỡ anh em ơi. Nó lại được một mạng nữa rồi. Nó bỡ ngỡ đúng như là ngày đầu của mình bình luận clip cho anh em xem vậy. Thì hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày mùng 5 đúng không? Mùng 5 tháng 5 thì cũng là cái cũng là vừa tròn 1 năm rồi anh em nhé. Cũng là vừa tròn cái thời gian 1 năm mình làm YouTube rồi. Thì mình cũng cảm ơn anh em rất là nhiều, vì trong thời gian vừa qua anh em đã ủng hộ mình rất là nhiều. Trong thời gian tới thì mong anh em ủng hộ mình nhiều hơn để mình có thể là nhanh chóng đạt được cái mốc đó là 30k sắp nha. Bây giờ thì cũng được tầm đó là 26, hơn 26k sắp rồi. Mong anh em đó là ủng hộ mình nhiều hơn nha. Rồi lui về một chút anh em ơi, hết lính rồi. Hết lính rồi, bây giờ team bạn ra 2 người rồi. Mình cũng còn khá là nhiều máu đấy. Rồi bây giờ thì mình về giai đoạn cuối game mình sẽ bán cái giày Hermes đi nha. Mình lên đó là cái giày kim cương để có thể là miễn được những cái khống chế slow hay là những cái tool nhẹ nhẹ gì đó để cho mình có thể combo hoặc là lui ra khỏi combat nó linh hoạt hơn. Rồi mình check bụi anh em ơi. À, thấy 2 thanh niên rồi, chạy thôi anh em ơi. Nói chung là thấy pha đấy thì mình cũng không đủ đam cho nên là thôi anh em ạ. Thì cũng chạy thôi, mình cũng chả đủ đam nữa. À, thanh niên bờ dai anh em ơi. Bờ dai định cân mấy đây? Định cân 4 cân 5 rồi ăn luôn tà thần đi anh em ơi. Giai đoạn tầm phút thứ 15 16 này ăn tà thần là mà không win được nữa là mình nghi là bị thua ngược lắm này anh em ơi. Đợi mình tích thêm một chút tiền nữa nha. Mình tích thêm khoảng 2k tiền nữa thì mình sẽ linh hoạt, đó là đổi những cái món đồ phụ trợ này nha. Anh em bán hẳn đi rồi anh em mua lại nha. Để có thể là L'Oreal chạy làm sao được cái chứ. L'Oreal mà lên kiểu full phép như bạn này thì nó cũng vào trong combat nó cũng không được lâu. Về team mình cũng có khá là nhiều những vị tướng sốc đam như kiểu là Raz này với lại Flash nữa. Flash đấm ở trong phiên bản này cũng khá đau, cả Jill nữa anh em ạ. Thì những vị tướng máu mỏng như kia thì mình không tin là nó sẽ trụ được. Ui, thằng Flo nó múa cái gì vậy? Múa đau vậy, trời ạ, múa ghê vậy. Rồi ép vào lấy trụ anh em ơi. Tầm phút thứ 17 rồi, anh em phải lấy được 3 đường đi với mong win được trận này nha. Không thì team bạn về cuối nó khá là khó chịu. Với những cái vị tướng như kiểu là Bright này, Bright anh em mà có góc để cho Bright nó vào thì team mình khá là khó ăn, vì về chém khoảng 1-2 phát thôi là AD mình chết rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đổi linh hoạt qua những cái món đồ phụ trợ khác nha. Món đồ phụ trợ khác thì để nó có thể là tạo mới sang nha. Bây giờ mình sẽ đổi sang cái khiên đi, vì team bạn nó cũng chả có nhiều khống chế mấy cho nên mình đổi sang cái khiên có thể búp giáp vào đồng đội được. Đó, 1k 8 vàng thì mình sẽ đổi được khá là nhiều món phụ trợ đấy. Mình bán đi rồi mình mua lại. Đó thì nó sẽ được tạo mới luôn nha anh em, nó sẽ được tạo mới cái thời gian hồi luôn. Này L'Oreal này. Ui, combo mù mắt anh em ơi. Thôi lui ra một chút, chạy thôi anh em ơi. Chạy thôi. Phần việc còn lại thì cứ để cho đồng đội thôi. Và đó thì mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ đâu, nhưng mà cũng gây ra được khá sát thương cho L'Oreal rồi. Thì mình sẽ lui về nha. Lui về đép với bầy lính này. Không phải đép bầy lính đâu, còn mỗi con xe này anh em ạ. Nói thế cho oai mà. Bright à. Bright có giáp hồi sinh nha anh em. Đợi chút, Bright sống lại thì sẽ giết luôn. Không cho anh này chạy luôn. Đó, nó khá đơn giản thôi. Sao mình lại ăn được mạng đấy nhỉ? Khá là khó hiểu anh em ạ. Tài năng KS bẩm sinh anh em ạ. Tài năng KS bẩm sinh từ ngày trước rồi. Rồi lui nào Diêu ơi. Trời ơi, bút giáp em chạy này. Vẫn không chạy được vì Flon chọc cũng khá là ghê. Trận này nếu như là đồng đội của Flon chơi tốt ấy thì team mình cũng không có cửa thắng rồi. Flon làm vị tướng gọi là câu sát thương cực kỳ là ghê. Nếu mà anh thanh niên nào muốn múa được nhiều ấy. Và mình sẽ đổi qua cái món đồ này nha. Rồi mình hồi máu đi xong mình lại bán đi các bạn. Mình hồi máu xong thì mình lại bán thôi. Bán đi xong mình đổi qua cái món đồ đấy, đổi qua cái món đồ giải khống chế của cái lên đam này của đấu sĩ nha. Thì mình cứ hồi xong rồi mình lại bán thôi, bởi vì là mua mất có mấy trăm tiền thôi. Đó, mình hồi xong thì mình lại bán thôi, mình lại mua lại nha. Bây giờ mình sẽ đổi sang qua cái sát thương chuẩn xem để mình có thể sốc được cái thằng AD đó nha. Flo này rồi lui lại tí nữa để dính hoa Flo là chết rồi này anh em ạ. Rồi nấp ở đây nha, dình những cái thằng mid này, L'Oreal này, dồn L'Oreal rồi anh em lui ra một chút nha. Khi mà hết combo này anh em cứ lui ra một chút nha. Rồi pha này thì đang combat thì mình chưa đổi được cái món đồ phụ trợ anh em ạ. Ôi nhưng mà thấy được Bright hết máu nên anh em quay lại nha. Đó, anh em quay lại, anh em khống chế nó, không thì không nó chém chết đấy, nó chém chết hết team đấy. Rồi xong luôn, team bạn như này là team bạn xong luôn rồi đấy. Rồi quét sạch anh em ơi, mình trận đấu này mình hoàn thành tốt, cực kỳ tốt nhiệm vụ rồi, 13, 4, 18 rồi. Và đây thì video clip của mình cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy clip này của mình hay, để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nha anh em. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những video clip tiếp theo của mình. Bye bye tất cả anh em nha.